Ok, mình đã lắp xong pin. Nên trước khi mổ quắc khe ra mình đã đấu điện cho nó rồi. Các bạn chờ một lúc, khi cắm điện vào các bạn chờ một lúc thì nó sẽ tự nhận cái cân bằng của nó. Nhớ là lúc cắm điện thì các bạn để trên một mặt phẳng nhá. Và bây giờ thì nó đã đang chống rung rồi đây này. Bây giờ thì mình sẽ lắp pin vào máy test thôi. Ok.